Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023. Khai mạc trưng bày Hội báo Xuân Quý Mão năm 2023. Về Mường Bi vui hội khai hạ năm 2023. Người Séc đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 để lựa chọn nhà lãnh đạo kế nhiệm Tổng thống Milos Zeman. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 1 tại xã Thạch Yên, huyện Cao Phong, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão năm 2023. Tới dự lễ phát động có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Tỉnh Hòa Bình có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhấn mạnh, thực hiện lời căn dặn của Bác, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Trong những năm qua, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước lại tích cực tổ chức ngày hội Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Chỉ tính trong 5 năm qua, các cấp bộ đoàn trên cả nước đã trồng mới được hơn 61 triệu cây xanh, vượt hơn gấp đôi so với chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ. To lớn của việc trồng cây xanh, thay mặt ban tổ chức chương trình, tôi mong muốn các cấp bộ đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên và thiếu nhi cả nước tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ, tham gia tích cực chủ động trong các hoạt động bảo vệ môi trường nói chung, tham gia trồng cây, gây rừng nói riêng. Vì tương lai của chính chúng ta, của các thế hệ mai sau, mỗi đoàn viên thanh thiếu nhi hãy trồng, chăm sóc và bảo vệ thật tốt ít nhất một cây xanh mỗi năm, để mỗi chi đoàn, chi hội, chi đội là một vườn cây xanh góp phần làm cho đất nước chúng ta mãi mãi xanh tươi như lời Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã từng dạy. Năm 2023, các cấp bộ đoàn phấn đấu thực hiện mục tiêu trồng mới 20 triệu cây xanh và là bước khởi đầu thực hiện chỉ tiêu nhiệm kỳ mà Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12 đã đưa ra là 100 triệu cây xanh hướng tới thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2023, tỉnh Hòa Bình phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng trên 5.500 ha rừng tập trung, hơn 900.000 cây phân tán các loại. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, trồng cây đầu xuân đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp Tết đến xuân về và đem lại nhiều lợi ích, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nhân dịp Tết trồng cây của chúng ta được tổ chức tại tỉnh Hòa Bình, quê hương giàu truyền thống cách mạng và văn hóa, miền đất xứ Mường đầy thương mến, tôi hoan nghênh Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ban hành chỉ thị về tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng năm 2023 với nhiều nội dung cụ thể thiết thực, phấn đấu đưa Hòa Bình trở thành một trong các tỉnh điển hình về trồng và bảo vệ rừng, sản xuất nông lâm kết hợp hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Từ ý nghĩa to lớn của lễ phát động Tết trồng cây hôm nay, tôi kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, nhất là đoàn viên thanh niên cả nước, tùy theo khả năng và điều kiện của mỗi người, tích cực tham gia trồng cây, chăm sóc và bảo vệ rừng, chung tay góp sức thực hiện thắng lợi kế hoạch trồng 100 triệu cây xanh của Đoàn Thanh niên và chương trình trồng 1 tỷ cây xanh vì một Việt Nam xanh.
Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn đã trao tặng cho tỉnh Hòa Bình 10 tỷ đồng từ nguồn vốn 120, mô hình sinh kế giảm nghèo trị giá 1 tỷ đồng, một công trình thắp sáng đường quê, một nhà nhân ái, một sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse, một sân chơi cộng đồng, ba nhà vệ sinh cho trẻ, trao tặng 20 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và 20 suất quà cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Thạch Yên, tổng giá trị trên 11,7 tỷ đồng. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng một nhà đại đoàn kết cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạch Yên. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu tham dự và đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn đã trồng trên 30.000 cây xanh tại khu di tích Chùa Khánh, xã Thạch Yên, huyện Cao Phong. Ngày 28 tháng 1, trong khuôn khổ lễ khai hạ Dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023 tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức khai mạc trưng bày báo xuân Quý Mão 2023. Tới dự khai mạc trưng bày báo xuân có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội khai hạ Dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023. Với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất nước Hội nhập và Phát triển, sự kiện trưng bày báo xuân Quý Mão 2023 là một trong những hoạt động chính trị văn hóa đặc sắc. Hội Nhà báo tỉnh giới thiệu đến công chúng trên 300 đầu báo tạp chí với trên 600 ấn phẩm báo chí tiêu biểu của Trung ương và các tỉnh, thành phố trên cả nước. Những ấn phẩm tại Hội Báo Xuân được đầu tư sáng tạo với cách thể hiện sinh động, hình thức đẹp mắt, nội dung phong phú hấp dẫn, phác họa toàn diện, toàn cảnh bức tranh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đời sống nhân dân tỉnh Hòa Bình sau một năm đầy khó khăn thử thách do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trưng bày báo Xuân Quý Mão năm 2023 sẽ tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam và tỉnh Hòa Bình, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động, sáng tạo của các nhà báo trong cả nước cũng như tỉnh nhà, tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa các nhà báo với công chúng báo chí, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong đời sống xã hội nói chung. Đây cũng là dịp biểu dương, động viên những đóng góp to lớn của các tổ chức, cá nhân vào sự nghiệp báo chí cách mạng của cả nước cũng như tỉnh Hòa Bình chúng ta. Trong không gian đầy màu sắc của lễ hội khai hạ Dân tộc Mường Hòa Bình năm 2023, Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình tham gia trưng bày những ấn phẩm báo xuân đặc sắc, hội tụ những sáng tạo tinh tế nhất của người làm báo trên cả nước, mang đến cho bạn đọc món ăn tinh thần bổ ích ngày đầu xuân năm mới. Chúng tôi mang đến những cái tác phẩm ảnh đây là đều là những tác phẩm ảnh đạt giải cao trong các kỳ thi hoặc là trong các cuộc thi, trong cái sự lựa chọn của Hội Văn học Nghệ thuật qua nhiều năm. Đây là toàn bộ những hình ảnh mang tính nghệ thuật nhưng nó lại là những hình ảnh phản ánh cái cuộc sống, cái đời sống của văn hóa cũng như là kinh tế, xã hội của người dân tỉnh Hòa Bình. Trên cơ sở của cái sự lựa chọn đấy thì chúng tôi cũng gửi vào đây để có những cái tác phẩm tốt nhất cho cái cuộc trưng bày của ngày đặc kỳ này. Thông qua các loại hình báo chí như báo in, báo điện tử, báo hình, báo nói, báo ảnh và cả sách, tạp chí đã giúp độc giả có góc nhìn toàn diện về sự đổi mới phát triển của báo chí và đội ngũ người làm báo ở Hòa Bình. Hoạt động trưng bày Hội Báo Xuân Quý Mão sẽ kéo dài từ ngày 28 tháng 1 đến 20 giờ ngày 29 tháng 1, tức ngày 8 tháng Giêng năm Quý Mão. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội khai hạ Dân tộc Mường năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức ngày 6, 7, 8 tháng Giêng năm Quý Mão, với rất nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian với nội dung phong phú, đa dạng, mang nét đặc sắc của nền văn hóa đất cổ Mường Bi. Phản ánh của phóng viên thời sự. Lễ hội khai hạ của người Mường Hòa Bình thường được tổ chức vào tháng Giêng và đã trở thành hoạt động sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu trong mỗi dịp xuân về. Trong tâm thức của người dân nơi đây, lễ hội này mang ý nghĩa tưởng nhớ những người đã có công khai đất lập Mường, cầu mong cho mùa màng bội thu. Lễ khai hạ còn được người dân xứ Mường gọi là lễ cầu mùa hay mở cửa rừng. Đây là hoạt động văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu của đồng bào Mường ở Hòa Bình.
Năm nay, lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023 được bắt đầu từ ngày 27 tháng 1 năm 2023. Ban tổ chức lễ hội tổ chức nhiều hoạt động mang đậm giá trị văn hóa dân gian dân tộc Mường như hát đối nam nữ, xét bùa, thi đấu các trò chơi dân gian thể thao dân tộc. Bên cạnh đó còn có các gian hàng trưng bày giới thiệu ẩm thực và sản phẩm ô cốp của 4 vùng Mường, Bi Vang Thàng Động, tư vấn việc làm đào tạo nghề ngay tại lễ hội, phiên chợ đêm Mường Bi, khai mạc hội báo xuân và tổ chức thi vòng sơ khảo trình diễn trang phục dân tộc Mường. Lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023 lần đầu tiên được tổ chức với quy mô cấp tỉnh trên địa bàn huyện Tân Lạc. Chúng tôi có thể nói là qua 2 ngày tổ chức thì lễ hội được diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra, với sự tham gia của rất đông du khách và nhân dân thập phương đã chứng kiến các hoạt động tại lễ hội, đã thể hiện được cái bản sắc văn hóa của dân tộc Mường, tái hiện nhiều những hoạt động của đồng bào dân tộc và đã tạo nên một cái không khí của những ngày đầu xuân rất vui vẻ, phấn khởi để bước vào một năm mới với nhiều thành công mới. Một trong những hoạt động trong ngày thứ hai thu hút được đông đảo sự quan tâm cũng như đón xem của người dân địa phương, đó là phần thi hát đối và thi đấu các môn thể thao dân tộc, có sự tham gia của 16 đơn vị xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đây cũng là dịp mỗi người dân trong mỗi vùng Mường khác nhau gặp gỡ giao lưu để thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng. Thấy là cái ý nghĩa cũng như là cái thú vị của cái thể thao dân tộc và làm sao cái nó lan tỏa cho không chỉ riêng trong tỉnh, trong nước cũng như là các khách nước ngoài và thu hút các du khách của các mọi miền về với tỉnh Hòa Bình. Phần lễ chính thức của lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão tại sân vận động xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Với các hoạt động chính như trao bằng di sản lễ hội khai hạ dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình, hòa tấu chiêng Mường, chương trình nghệ thuật chào mừng, nghi thức xuống đồng. Lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh và truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội khai hạ hay còn gọi là lễ xuống đồng, lễ mở cửa rừng. Vì ngày xưa chỉ sau khi tổ chức xong lễ hội, người dân mới bắt tay vào công việc đồng áng hay lên rừng săn bắn hái măng. Với ý nghĩa và những giá trị to lớn đó, lễ hội đã được đồng bào Mường giữ gìn và coi đây là một trong những lễ hội lớn nhất được tổ chức những ngày đầu tháng Giêng âm lịch hàng năm. Theo truyền thống, lễ hội khai hạ Mường Bi Tân Lạc được tổ chức thường niên từ ngày 6 đến ngày 8 tháng Giêng âm lịch. Năm 2023, Hòa Bình nâng cấp lễ hội lên quy mô cấp tỉnh, bao gồm cả 4 Mường Bi Vang Thàng Động. Lễ hội khai hạ nhằm tỏ lòng tôn kính và cảm ơn Quốc Mẫu Hoàng Bà và Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh đã phù hộ cho dân tộc Mường một năm cũ gặp nhiều may mắn, cầu mong Quốc Mẫu Hoàng Bà và Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh phù hộ cho dân Mường một năm mới được no đủ và yên vui. Xin phép Quốc Mẫu Hoàng Bà và Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh cho phép nhân dân được vào rừng săn bắn, xuống đồng cấy trồng. Cũng lễ này trong này rồi, ngày trước chỉ có một thầy đấy, cũng lễ hết đời thầy đấy mới 10 người khác. Kiểu tôi bây giờ từ năm 2002 đến nay gần 20 năm rồi đấy, suốt không có ai thay được. Phải cúng phải có cúng có mời nó bố bà mới đến, phải mời mới đến chứ không phải sao đến được. Nhưng được 7 tuần là xong là mới tế. Tế xong lại vẫn nghiêng tiếp tưởng thứ 8, thứ 9, thứ 10. Xong lại đưa vô bà về chỗ cũ, tản biên. Cứ hàng năm mời về đây có một ngày đấy. Để cho mời vô bà về chỗ miếu thờ để ăn, để phụ cho dân làng thôi. Lễ khai hạ Mường Bi là lễ cầu mùa và lễ mở cửa rừng. Theo quy định của làng Mường Bi xưa, phải sau lễ khai hạ, mọi người mới được phép vào rừng lấy măng, lấy củi săn bắn. Lễ hội được tổ chức như để tổng kết một năm sản xuất đã qua và để mở đầu cho công việc năm mới. Lễ hội khai hạ mang tính khu vực, quy tụ hầu hết các xóm, các xã của vùng Mường Bi xưa. Thông qua lễ hội này, mối quan hệ anh em họ hàng tình làng nghĩa xóm thêm đoàn kết và bền chặt hơn. Năm nào khai hạ Mường Bi chúng tôi cứ đến hiện chúng tôi đi khai hạ. Ngày năm nào tôi cũng đi, tôi không có năm nào tôi không đi, không bỏ năm nào. Cứ đến khai hạ chúng tôi là chuẩn bị đồ đạc là diễn viên đi đấy, đi thăm đấy, đi xem các kiểu đấy, không thiếu gì. Xưa kia lễ hội khai hạ được gọi là lễ xuống đồng, lễ mở cửa rừng, vì chỉ sau khi tổ chức lễ hội xong, người dân bắt tay vào công việc đồng áng hay lên rừng săn bắn hái lượm. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, đã có thời gian lễ hội khai hạ Mường Bi có phần trầm lắng.
Tuy nhiên, bằng tinh thần và ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, huyện Tân Lạc nói riêng, tỉnh Hòa Bình nói chung đã quan tâm duy trì và phục dựng, đưa lễ hội lên cấp tỉnh, thu hút đông đảo người dân khắp nơi trong tỉnh cũng như du khách ở một số tỉnh bạn như Thanh Hóa, Phú Thọ, Sơn La và du khách trong và ngoài nước đến dự mỗi mùa lễ hội. Đến nay, lễ hội đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội khai hạ của người Mường thì như ta biết là có lịch sử lâu đời và được cộng đồng người Mường ở các địa phương và trong đó là cụ thể là bốn vùng Mường là bảo tồn, gìn giữ và phát huy qua rất là nhiều thế hệ. Và lễ hội đã đi sâu vào trong tiềm thức của tâm thức của người dân tộc Mường và ở các cái vùng Mường lớn. Đây là một trong những cái hoạt động bảo tồn và phát huy di sản văn hóa rất là thiết thực và cũng đặc biệt quan trọng trong cái việc quảng bá hình ảnh con người và những cái nét văn hóa đặc sắc của tỉnh Hòa Bình với bạn bè trong nước và quốc tế. Lễ hội khai hạ gồm hai phần, phần lễ với nghi thức thờ cúng các vị thần thành hoàng đã có công lập đất lập Mường vẫn được tổ chức trang trọng, linh thiêng và thành kính. Phần hội với các trò chơi phong phú hấp dẫn, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc như hát thường đang, bộ mẹng, hát đối đáp, trình diễn chiêng Mường, các trò chơi dân gian như ném còn, đánh mảng, thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc Mường. Trong các hoạt động của hội, phần thi chiêng sắc bùa là nội dung chính của khai hạ Mường Bi để cầu phúc và cầu đức cho người yên, vật thịnh, tiễn đưa cái cũ, chào đón cái mới. Sắc bùa là lối trình tấu những bài chiêng kết hợp hát dân ca, đội nào đánh hay được tán thưởng thì năm đó sẽ gặp nhiều may mắn. Lễ hội khai hạ dân tộc Mường Hòa Bình là lễ hội dân gian gắn liền với nền nông nghiệp lúa nước, mang dấu ấn của nền văn minh Việt cổ, là hoạt động văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu của người Mường Bi nói riêng, của đồng bào dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình nói chung. Lễ hội là sự khởi đầu cho một năm mới, là dịp để nhân dân bày tỏ lòng kính trọng các vị thần đã lập ra Mường và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi phát triển. Đây cũng là dịp để đồng bào Mường Bi giao lưu gặp gỡ, gạt bỏ những lo toan vất vả trong cuộc sống thường nhật, thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng, đồng thời quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc trong tỉnh Hòa Bình đến với du khách trong và ngoài nước, quảng bá tiềm năng văn hóa con người và du lịch, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Hòa Bình nói chung. Thưa quý vị và các bạn, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết là hướng đi bền vững, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho nông dân và doanh nghiệp. Những năm vừa qua, Hòa Bình đã đẩy mạnh phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản, qua đó không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế cho doanh nghiệp, người sản xuất mà còn giúp người tiêu dùng được hưởng lợi từ việc tiếp cận nông sản an toàn với giá cả hợp lý. Quyết tâm khởi nghiệp, gia đình chị Nguyễn Hồng Luận ở thôn Đồng Thung, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy bắt tay vào trồng cam từ năm 2013. Trồng cam đòi hỏi rất cao về vốn đầu tư, các điều kiện chăm sóc và vấn đề mấu chốt là phải có trình độ khoa học kỹ thuật. Vì vậy, trong một thời gian dài, chị Luận tích cực đi học hỏi kinh nghiệm thực tế tại các địa phương. Giờ đây, trên tổng diện tích 5 hectare, gia đình chị đã có 3 hectare trồng cam đường canh, còn lại là giống cam lòng vàng. Do chịu khó đầu tư phân bón cùng với kiến thức về khoa học kỹ thuật trong chăm sóc và bảo vệ, nên vài năm gần đây diện tích cam của gia đình phát triển tốt, chất lượng quả cao. Ngay từ đầu vụ, gia đình chị Luận đã ký hợp đồng tiêu thụ và ấn định thời điểm sản xuất, giao hàng, số lượng, yêu cầu chất lượng và giá thành sản phẩm. Mình cũng nhận thấy là cam, cái đất này là nó phù hợp với cam của cam đường canh và cam nồng vàng. Thì gia đình nhà mình mới phát triển coi như là cố gắng để theo duy trì thì cây cam, để thứ nhất là cũng là tâm huyết của mình thích về làm đất trồng cam, thứ hai nữa là cũng để muốn cung cấp cam sạch ngon để cho bà con và mọi người. Trong năm vừa qua thì huyện Lạc Thủy chúng tôi rất là chú trọng đến cái việc liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân. Khi sản phẩm của chúng ta sản xuất ra mà chúng ta có đầu ra ổn định thì coi như thế là cái giá cả thì coi sẽ được nâng lên, thế và thu nhập của người dân sẽ được tăng cao. Chứ nếu như sản phẩm chúng ta mà sản xuất ra mà chúng ta không có cái đầu ra ổn định thì sẽ phụ thuộc vào thị trường. Chính vì vậy nên trong năm vừa qua thì chúng tôi luôn luôn là tập trung kêu gọi các cái doanh nghiệp coi thế là đầu tư vào nông nghiệp, thế và liên kết với người sản xuất để tiêu thụ các cái sản phẩm cho nhân dân.
Với sự hỗ trợ về chi phí giống, vật tư thiết yếu để phát triển chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ chi phí bao bì nhãn mác cho các đơn vị khi tham gia sản xuất theo chuỗi, hỗ trợ chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ cao. Có thể nói, việc người nông dân chủ động tiếp cận khoa học kỹ thuật và phát triển các mô hình theo chuỗi liên kết đã góp phần quan trọng trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập người dân, đồng thời nhân rộng mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn phát triển. Đã đưa vào ngân sách năm 2023 là cái số vốn khoảng độ gần 5 tỷ để giúp cho các cái mô hình tiếp tục phát huy được cái vai trò của mình trong cái vấn đề là mở rộng cũng như là nâng cao năng suất rồi sản lượng rồi là quy mô diện tích, ví dụ như là cái sản phẩm về vịt bầu bến, ví dụ như là các sản phẩm về cao gà gáy leo, cao tuyết nhi, rồi là những cái sản phẩm chuối vi ba và những cái sản phẩm chủ lực của huyện như là rau củ quả an toàn, rau củ quả hữu cơ. Bên cạnh việc triển khai sản xuất theo đúng quy hoạch hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, các địa phương trong tỉnh đang hướng mạnh đến xây dựng các dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đồng thời, các địa phương cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản theo công nghệ hiện đại bền vững để không ngừng nâng cao giá trị gia tăng, tạo bước phát triển nhanh bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao đã và đang tiếp tục mang đến những mùa quả ngọt cho những người nông dân cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Chuyển sang các tin tức quốc tế, các lực lượng Nga ở Ukraine đang cố gắng giành lợi thế trước khi người Ukraine nhận vũ khí sát thương từ các đồng minh của họ. Tuy nhiên, các nhà phân tích từ Bộ Quốc phòng Anh nói rằng họ không đạt được tiến bộ đáng kể nào trên chiến trường. Các nhà lãnh đạo ở Moscow đã cảnh báo về những hậu quả sau khi Đức, Mỹ và các quốc gia khác hứa gửi xe tăng chiến đấu chủ lực của họ để giúp đỡ lực lượng Ukraine. Hôm thứ Năm, họ đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào các nhà máy điện và các mục tiêu dân sự khác trên khắp Ukraine, khiến ít nhất 11 người chết. Các quan chức Nga nói rằng các cuộc tấn công có mục tiêu quân sự. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov cho biết, các cuộc không kích đã làm gián đoạn việc vận chuyển vũ khí và đạn dược, bao gồm cả những loại do các nước NATO cung cấp tới các khu vực chiến đấu. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau đó, các nhà phân tích từ Bộ Quốc phòng Anh đã bác bỏ những tuyên bố của Nga. Họ nói rằng người Nga đang lan truyền thông tin sai lệch để tạo ấn tượng rằng quân đội của họ đang duy trì động lực. Các nhà lãnh đạo Ukraine muốn đảm bảo rằng quân đội của họ đã sẵn sàng cho các loại vũ khí mới. Họ đang gửi các đội xe tăng đến Vương quốc Anh để huấn luyện bắt đầu vào thứ Hai. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội của ông cần ít nhất 300 đến 500 xe tăng để đánh trả quân Nga. Ngày 27 tháng 1, người Séc đã bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 để lựa chọn nhà lãnh đạo kế nhiệm Tổng thống Miloš Zeman sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào đầu tháng 3 tới. Một trong hai ứng cử viên dẫn đầu trong vòng 1 là cựu tướng quân đội Petr Pavel và cựu thủ tướng Andrej Babiš đứng trước cơ hội để trở thành Tổng thống thứ tư của Cộng hòa Séc. Tại vòng 1 diễn ra từ ngày 13 đến 14 tháng 1, trong số 8 ứng cử viên tranh cử, ông Pavel dẫn đầu với 35,4% số phiếu giành được, còn ông Babiš về thứ hai với 34,99% số phiếu. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử vòng 1 đạt 68,24%. Mặc dù thể hiện nhiều khác biệt, song ông Pavel và ông Babiš được giới phân tích nhận định có quan điểm tương đồng về các vấn đề lớn như đánh giá cao EU, mối quan hệ đồng minh trong NATO, hỗ trợ người dân có thu nhập thấp đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng và giá cả tăng cao, cải cách lương hưu. Các cuộc thăm dò dư luận trước vòng bầu cử cuối cùng cho thấy những chỉ số có lợi dành cho ông Pavel. Dự kiến kết quả sơ bộ vòng 2 sẽ sớm được công bố sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa ngày 28 tháng 1. Kết quả chính thức sẽ được công bố trong ngày 31 tháng 1 sau phiên họp của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Séc trước đó một ngày. Các quan chức Israel cho biết một tay súng đã nổ súng bên ngoài một giáo đường Do Thái ở Đông Jerusalem vào tối thứ Sáu, giết chết ít nhất 7 người và làm bị thương 4 người khác trước khi bị cảnh sát tiêu diệt. Đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào người Israel trong nhiều năm và làm tăng khả năng đổ thêm máu. Vụ tấn công diễn ra khi những người sùng đạo đang kỷ niệm ngày Sa-bát của người Do Thái. Nó xảy ra một ngày sau khi quân đội Israel đột kích giết chết 9 người ở bờ Tây. Bạo lực bùng nổ bao gồm cả một loạt tên lửa từ Gaza và các cuộc không kích trả đũa của Israel đã sớm đặt ra một thách thức đối với chính phủ mới của Israel, vốn bị chi phối bởi những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, những người đã thúc đẩy đường lối cứng rắn chống lại người Palestine. Nó cũng phủ mây đen lên chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới khu vực vào Chủ nhật.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết họ sẽ gia hạn thêm một tháng hạn chế cấp thị thực ngắn hạn cho khách du lịch từ Trung Quốc đại lục do lo ngại rằng việc chấm dứt biện pháp này có thể dẫn đến sự gia tăng các ca nhiễm virus corona. Chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra các hạn chế hiện tại vào đầu tháng 1 và ban đầu dự định bỏ chúng vào cuối tháng, nhưng họ đã quyết định kéo dài ngày này đến cuối tháng 2. Tại một cuộc họp hôm thứ Sáu, các quan chức chính phủ báo cáo rằng họ xác nhận 1.404 người nhập cảnh vào nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính trong 2 tuần qua và 890 người trong số họ đến từ Trung Quốc. Các quan chức chỉ ra rằng nếu các ca nhiễm coronavirus ở Trung Quốc gia tăng sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thì nó có thể dẫn đến sự gia tăng của các ca nhiễm bệnh ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, các quan chức cho biết họ sẽ xem xét dỡ bỏ các hạn chế trước thời hạn nếu tình hình được cải thiện ở Trung Quốc. Khách du lịch từ Thái Lan đã dần quay trở lại Nhật Bản kể từ khi nước này mở cửa trở lại biên giới vào tháng 10. Các quan chức du lịch Nhật Bản đang hy vọng duy trì đà phát triển bằng cách tổ chức lại một sự kiện quảng bá ở Bangkok. Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản đã khai mạc sự kiện này vào thứ Sáu lần đầu tiên sau 3 năm. Hơn 80 nhóm bao gồm các thành phố và công ty du lịch Nhật Bản đang tham gia. Nhật Bản luôn là điểm đến ưa thích của người Thái. Nhu cầu đi du lịch đến đất nước này đang tăng lên do đồng yên yếu hơn. Tháng trước, hơn 80.000 người Thái đã đến Nhật Bản, nhiều hơn bất kỳ điểm đến nào khác. Roy Key, Giám đốc điều hành văn phòng Bangkok của Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết, nhiều du khách Thái Lan là du khách quay lại và hy vọng sẽ cho họ thấy nhiều hơn những gì Nhật Bản mang lại, bao gồm cả các vùng nông thôn để họ tiếp tục quay lại một lần nữa. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.